Xin mến chào cô chú anh chị còn xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước ạ. Bữa hôm nay thì kênh có tiếp tục quay vườn bạn Nam ha, để giao lưu với cô chú anh chị còn xa mình lô mai giống ở vườn của bạn Nam, giao lưu với mức giá là từ 200.000 ha, nói chung là 100 mấy 200.000, 150, 190, 200.000 đến 200.500, 220 rồi 300, 350, 400 ha cô chú anh chị. Thì rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị ạ. Thì không làm mất thời gian nữa, cô chú anh chị mời cô chú anh chị mình vào gặp bạn Nam ha, để xem clip và ủng hộ cho bạn Nam cô chú anh chị ha. Mình thấy cái nào ưng ý thì mình chốt liền cô chú anh chị ha, để nhiều khi mình không chốt liền thì mình mua không kịp nha cô chú anh chị ha. Rồi, mình chào gặp luôn bạn Nam nha cô chú anh chị. Rồi chào bạn Nam ơi. Rồi chào bạn ha. Chào quý cô chú anh chị gần xa nha. Em cũng giao lưu tiếp tục là lô mai giống ha, về cho cô chú anh chị mình lấy bo hoặc là mình dưỡng và chơi tết nha. Rồi thì cây đầu clip hôm nay thì cũng tiếp mã clip trước ha. Rồi. Là mã số 96A. Là một cây cúc hoa hồng nha cô chú anh chị. Cái này tàn xum xuê luôn cô chú anh chị ha. Cái này mình mua về mình lấy bo ha, cũng rất là ngon nha cô chú anh chị. Cái này mà tết là ngon lành luôn cô chú anh chị ha. Quá rồi nè. Cây tàn xum xuê. Cây hoa hồng. Rồi hoành thân là được 14. Rồi cái này, thì về cô chú anh chị mình chỉ cần dựng đọt lên ha và mình sửa sơ sơ lại ha, là mình nuôi là mình chơi tết thôi. Rồi rồi chiều cao là được 60. Rồi tán ngang là được 72. Rồi cái này rồi, anh chị mình muốn vô dây thì cứ liên hệ bạn Nam vô dây luôn dùm cho cũng được ha. Rồi cái hoa hồng này ha thì em cũng xin giao lưu cô chú anh chị mình ha, giá là 400.000 nha cô chú anh chị. Rồi 400.000 ha. Rồi em xuống cây luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 97A. Rồi tiếp theo mã số 97A là cũng là một cây cúc 150 cánh ha cô chú anh chị. Rồi cái này ghép được 4 bo cô chú anh chị. Rồi hoành thân là được 15.5. Rồi chiều cao là 38. Rồi tán ngang là 38 luôn. Rồi cái cúc 150 cánh này mã số 97A thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá là 150.000 thôi. Rồi 150.000 bao phí. Rồi ha, em xuống cây. Rồi tiếp theo cây mã số 98A. Rồi 98A cũng là một cây cúc không nhụy nha cô chú anh chị. Cúc không nhụy hoàng không ha, tàn là khó là toàn luôn. Cái này ghép được 4 bo cô chú anh chị ha. Rồi hoành thân của cây là được 14. Rồi chiều cao là được 38, tán ngang là 50. Rồi rồi cái cúc không nhị mã số 98A em xin giao lưu cô chú anh chị mình giá là chỉ là 220.000 thôi. Rồi 220 ha. Rồi em xuống cây luôn. Rồi tiếp theo cây mã số 99A. 99A là một cây nữ hoàng kem ha cô chú anh chị. Rồi cây nữ hoàng kem ha. Cái này ghép cũng được khá bo nè. Rồi hoành thân là được 13. Rồi chiều cao 64, tán ngang 60. Rồi rồi cái nữ hoàng kem này giao lưu cô chú anh chị mình giá là cũng là 220.000 ha. Rồi 220.000 ha. Rồi xuống cây. Rồi tiếp theo cây mã số 100A. Rồi tiếp theo mã số 100A cũng là một cây cúc họ Hương ha cô chú anh chị. Rồi dáng quái ha, giờ cô chú anh chị mình để bàn mình chơi ha, khá là đẹp ha. Rồi. Vậy cô chú anh chị có thể lạng bỏ cái này ra cũng được ha. Rồi cái này ghép được 1 bo ha, tàn cũng khá dễ thương nè cô chú anh chị. Rồi hoành thân của cây là được 11. Rồi chiều cao là được 44, tán ngang là được 36. Rồi rồi cây này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 150.000 thôi ha. Rồi 150. Rồi em xuống cây luôn. Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi tiếp theo mã số 101 A. Rồi 101A ha. Rồi rồi là một cây cúc 150 cánh nha cô chú anh chị. Rồi cái này ghép được 2 bo nha cô chú anh chị, 150 cánh ha. Rồi đang đi đọt xum xuê nè cô chú anh chị. Rồi hoành thân là được 16. Hoành 16. Chiều cao 58, tán ngang 66. Rồi cái cúc 150 cánh mã số 101A em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha, giá chỉ là 300.000 thôi. Rồi 300.000 ha. Rồi em xuống cây. Rồi tiếp theo cây mã số 102A là cũng là một cây mai xoắn luôn cô chú anh chị nha. Nhưng mà cây này xoắn thì nó hơi lơi ha, về chú ý mình chơi bên đây thì mình có thể lấy làm giống nè, còn bên đây thì mình có thể là chơi hoa ha. Hoa mai xoắn cũng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Chùm chùm đẹp lắm cô chú anh chị. Không biết lên sao kỳ vậy nè, một nhánh thì nó thẳng đột, nhánh thì nó xoắn nha. Rồi. Rồi. Hoành thân là 14 ha. Rồi mình không thích cái thẳng đó mình cắt bỏ cũng được ha. Chiều cao 33. Rồi. Tán ngang 29. Rồi cây mai xoắn này ha, em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 220.000 thôi. Rồi 220 ha. Rồi em xuống cây. Rồi tiếp theo cây mã số 103. Rồi 103A là một cây mai cúc phượng hoàng ha cô chú anh chị.
Cái ghế như con mạch tuột đang nằm. Cái đế ria ra ha. Rồi, cái này ghép được 3 bo cô chú anh chị ha. Rồi, hoành thân là được 15. Rồi. Chiều cao là được 31, tán ngang là được 50. Rồi. Rồi cái cúc phượng vàng này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 220.000 thôi ha. Rồi 220 ha. Rồi em xuống cây luôn, đế rất là đẹp ha cô chú anh chị. Rồi. Rồi tiếp theo cây mã số 104A. Rồi. Là một cây cúc 2 tầng quấn đế rồng nữa ha cô chú anh chị. Là dược 4 nấc nha cô chú anh chị. 4 nấc cô chú anh chị ha. Rồi. Chiều cao là được 36. Tán ngang là được 32. Rồi. Rồi cây này em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình giá là 150.000 thôi. Bán rẻ cho cô chú anh chị mình luôn ha. Rồi, 2 tầng quỳnh tán phát cô chú anh chị ha. Rồi, mã số 104A. Rồi, tiếp theo cây mã số 105A. Rồi, 105A là một cây cúc hoa hồng ha cô chú anh chị. Rồi. Cái này ghép ra mấy bo lớn cô chú anh chị ha. Rồi, 3 bo lớn. Quỳnh thân là 16. Rồi. Chiều cao 66, tán ngang là 50. Rồi. Rồi, cây cúc hoa hồng này em cũng xin giao lưu cô chú anh chị mình giá là 450 ha. Rồi, 450 cô chú anh chị ha. Rồi, 105A. Mình đổi cây. Rồi. Tiếp theo là mã số 106A. Thì cũng là một cây cúc không nhụy nhé nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi, hoành thân là được 13. Chiều cao là được 34, tán ngang là 45. Rồi. Rồi, cây cúc không nhụy mã 106 thì là em cũng giao lưu cô chú anh chị mình giá là 220.000 ha. Rồi, 220 ha. Rồi, em xuống cây luôn. Rồi, tiếp theo cây mã số 107A. Rồi, 107A là một cây cúc họ Hương nha cô chú anh chị. Cái này tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị. Tàn tròn ha. Thì thân thì được uống rồi nha cô chú anh chị. Quấn đế vấn đế thì quấn rễ ha. Nguyên củ rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi, em đâu không số ha. Hoành thân là được 9. Rồi. Hoành củ là được 18. Rồi. Chiều cao là được 65. Tán ngang là được 68. Rồi. Rồi cái cúc họ Hương mã số 107 ha. Thì em cũng xin giao lưu với cô chú anh chị mình ha. Giá là 400.000 thôi. Rồi, rồi mã số 107 thì cũng là một cây cuối clip của em ha. Thì em chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã ủng hộ em trong cái clip trước nha. Số điện thoại Zalo của em là 0866459094. Rất mong được cô chú anh chị mình ủng hộ ạ. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng như bạn Nam cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và đã ủng hộ ạ. Thì rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý cô chú anh chị ạ. Em cũng xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị.